chào quý vị đang xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Mong rằng quý vị sẽ luôn theo dõi cùng với Minh Dự để khám phá những điều hay điều lạ từ chương trình nha. Trải qua nhiều tập phát sóng, Chuyện Đó Chuyện Đây đã mang lại cho quý khán giả nhiều trải nghiệm và kiến thức thú vị. Hãy cùng Chuyện Đó Chuyện Đây điểm lại một số nhân vật đặc biệt đã tham gia trong chương trình nhé. Quý vị ơi, chúng ta đang có mặt tại nhà của vị khách mời ngày hôm nay, thiết kế những chiếc túi cho búp bê rất là xinh xắn. Xin chào bạn. Mình là Nguyễn Lê Lâm Đoàn. Năm nay mình 33 tuổi và mình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, từ lúc nhỏ là mình đã đam mê về búp bê, về kim chỉ, may vá rồi. Cái túi sách mình làm á, nó có nhiều loại kích cỡ, kích thước như thế nào? Kích thước về những cái chiếc túi này á, thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái size búp bê mà do khách hàng á, là đặt mình. Cái túi nhỏ nhất á, mình từng làm là nó 2cm. Ôi ơi, nhỏ lắm. Xíu gì luôn hả? Có 2 phân thôi. Đúng rồi. Trời ơi, nhỏ xíu quý vị. Vậy thì Dự không biết là với những cái túi sách mình làm ra nhiều kích cỡ, nhiều hình dáng như vậy thì cái đối tượng khách hàng của mình á, đến từ những ai? Những bạn chơi về búp bê, chủ yếu là chơi búp bê, nhưng mà sau này thì có những bạn thuộc về học thiết kế thời trang, họ chuẩn bị ra những cái collection mới, họ cần phối mass mix những cái mà phụ kiện nhỏ. Rồi có một số anh chị dạng như là người ta đã chơi túi hiệu rồi, họ muốn những cái chiếc túi hiệu của họ là sẽ độc đáo hơn người khác, thì họ sẽ đặt mình những cái mẫu túi nó sao chép y như là 100% giống như chiếc túi lớn của họ, để họ gắn vào là một cái phụ kiện. Không những là ở trong nước mà bây giờ là sản phẩm của mình đã biết khách nước ngoài biết tới nữa. Búp bê xưa chị Linh, cái thời của mình á, con nào cũng giống con nào chứ á, muốn rồi. Khác phải tự may đồ, với lại làm gì có nhiều phụ kiện giống giờ. Đúng rồi. Đặc biệt cái hội nhóm búp bê mình tham gia không có trẻ em, chỉ là các anh chị lớn, các anh chị nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa, các bạn làm ngành nghề thời trang, và cái cô mà lớn tuổi nhất là phải là 70 mấy tuổi rồi. Thì ngoài những cái làm những cái túi sách nhỏ nhỏ như vậy nè, thì đoàn có ví dụ như may quần áo hay là nón, những cái phụ kiện khác cho búp bê không, hay là đoàn chỉ làm túi sách không thôi? Lúc trước thì đoàn cũng có may đồ, cũng có làm giày dép, nói chung là tất cả các phụ kiện trong tầm tay của mình làm được mình đã làm hết rồi. Nhưng mà khi mà sau một cái thời gian mình làm á, mình cảm giác là chỉ túi sách nó mới đem lại một cái niềm hứng khởi cho mình mỗi khi làm thôi. Để làm được những chiếc túi búp bê với kích thước nhỏ, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Với năng khiếu về thẩm mỹ, người thợ phải tự ra rập, cắt vải và may hoàn toàn bằng tay. Những sản phẩm túi mini thường làm bằng chất liệu giả da simili và sử dụng 5 dụng cụ làm nghề: kéo, cọ vẽ, tua vít, kim chỉ và kìm ống lỗ. Từ đây, những chiếc túi xinh xắn với nhiều kiểu dáng ra đời và làm hài lòng nhiều nhà sưu tầm búp bê khó tính. Tại Việt Nam, Nguyễn Lê Lâm Đoàn là thanh niên trẻ tiên phong trong lĩnh vực may túi sách thủ công với kích thước siêu nhỏ, phục vụ người chơi búp bê. Điểm đặc biệt nhất là các mẫu túi dành cho búp bê của đoàn có kích thước rất bé nhưng vẫn rỗng bên trong và mở ra được, chứ không phải chỉ là mô hình như các sản phẩm khác cùng loại ngoài thị trường. Những chiếc túi sách này á, giờ thấy là chất liệu một cái mở khác nhau. Vậy thì để mình lấy được những cái chất liệu này về thì mình tìm kiếm dễ không? Đối với thị trường Việt Nam thì nó chỉ cung ứng cho mình 50% thôi. Còn 50% còn lại á, là mình phải order ở trên những cái trang mạng quốc tế. Trước khi mình làm thì nó gồm những công đoạn gì? Thì đầu tiên á, là mình phải làm rập rồi. Mình phải đối chiếu, in qua da, rồi mình cắt, rồi mình may và mình trang trí thành phẩm. Cái công đoạn mà cắt rập á, là mình đã có rập hoàn chỉnh đồ hết rồi. Những cái này á, thì mình cũng đã cắt hết. Đó. Thì bây giờ á, là công việc của mình á, là chỉ cần may cơ bản những cái đường để tạo thành một cái thân túi. Mình sẽ may sát mí bên ngoài đó, làm cách cái đường biên ở ngoài là khoảng một ly. Đoàn ơi, bạn cho Linh hỏi là những cái công đoạn may như vậy nè, là mình thường là mình may tay như vậy thôi hả, hay là mình có may qua máy móc gì không? Cái thương hiệu túi sách dành cho búp bê của mình là nó được hình thành bởi cái slogan là không sử dụng máy móc gì hết, nó chỉ là 100% bằng tay. Làm bằng tay hết mà đẹp như vậy á hả? Trời ơi Dự ơi, làm sao cho coi được cho Dự. Dạ, thưa anh Đoàn, em rất là mỏi lưng. Thưa anh Đoàn, em rất là mỏi lưng.
Trời ơi, cận 4 độ mà ngồi xỏ từng đi từng tí quá mệt đi. Sau một thời gian thử thách thì mình cảm giác là hai học viên này chắc là cũng sẽ cần một cái thời gian để trao dồi thêm cái kinh nghiệm, cái tay nghề may tay của mình quá. Thường á là hả, đoàn may là một cái túi thì cứ 12 tiếng đúng không? Đó. Mình may 12 ngày. Trời, bỏ cuộc. Quyết định bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Bây giờ không biết nói gì hơn là phải nể anh đoàn thiệt. Dạ. Nể luôn. Dạ. Với một cái kiến thức và kinh nghiệm mà bây giờ quyết định làm một công việc mà vừa có giá trị tinh thần mà vừa có giá trị thẩm mỹ nữa. Chào khán giả chương trình Chuyện Nói Chuyện Đây. Mình thì tên là Tuấn Anh. Mình làm nhiếp ảnh tự do. Đây là cái khu vườn nhỏ của mình. Anh có cái thú chơi kiển lá này bao nhiêu lâu rồi anh? Cũng được 1 năm từ cái đợt giãn cách đầu tiên Covid đợt năm ngoái. Kiển lá là một cái từ gọi giản dị mà của người Việt Nam mình đặt cho những cái dòng cây này. Dạ. Yeah. Thì ở thế giới họ gọi là aroi, là cây, gọi là cây nhiệt đới. Hầu hết những cái cây này là được xuất xứ từ vùng nhiệt đới gió mùa, khu vực Nam Mỹ, yeah, rồi khu vực Đông Nam Á. Thì thật ra trong bộ sưu tập của anh thì hầu hết là cây có giống từ nước ngoài. Yeah. Làm sao để mình định được giá của từng bé, anh dựa vào cái yếu tố nào? Có nhiều yếu tố, thứ nhất là về độ hiếm của cái cây đó, thứ hai là cái xuất xứ. Ví dụ cùng là cái cây này đi, mà nếu em mua thẳng từ Ecuador thì giá nó sẽ cao hơn là mua từ Thái Lan, yeah, hoặc là mua từ Indonesia. Tại sao vậy anh nhỉ? Tại vì chi phí vận chuyển. Dạ. Sẵn lỡ cho em hỏi luôn là ở đây cái cây nào là nó có giá trị cao nhất ở đây? Thì hiện tại ở Việt Nam mình, những nhà sưu tập thì cây này là cái cây giá trị nhất trong bộ sưu tập của anh. Nhìn nó rất là sơ sát. Nhìn này giống như có nửa lá vậy đó anh. Nhìn này giống như có nửa lá vậy đó anh. Thật ra lúc mà anh mang về nó là một lá hoàn chỉnh, yeah, từ một cây mẹ. Và anh mua một cái đoạn thân của cây mẹ, và đây là cái con nó đẻ ra. Ví dụ đây một cái cây monstera khác để mọi người hình dung, ví dụ như cây này là nó có 4 lá, yeah, thì yeah, khi mà họ nhân giống họ sẽ cắt từng đoạn, mỗi đoạn là 1 lá, yeah, hoặc là họ lấy cái ngọn họ nhân ra. Thì cái cây đó anh mua là một đoạn và 1 lá mẹ, yeah. Yeah. Ở thời điểm hiện tại của 1 lá mẹ này cỡ 30 triệu. Nhiều anh, 30 triệu, một lá 30 theo, triệu. Theo giá của những nhà sưu tầm Việt Nam hiện tại. Đa phần đây anh nhập từ nước ngoài về. Khí hậu nó không đồng như cái Việt Nam về độ ẩm nè, rồi nhiệt độ môi trường, rồi tất tần tật. Thì mình về đây mình phải làm như thế nào để nó thích nghi với môi trường Việt Nam anh? Thì trước khi mà anh mua một cái cây nào đó thì anh có tìm hiểu về tính chất để chăm sóc một cái cây để nó phát triển tốt. Mọi người thấy anh trồng trong phòng khách này thì đáp ứng được 70% so với môi trường tự nhiên của những cái cây này. Yeah. Thì ra nếu mà phát triển trong môi trường tự nhiên á, thì cái lá nó có thể to hơn và nhanh lớn hơn. Yeah. Thì theo ghi nhận thì cái kích thước lá này trong môi trường tự nhiên nó rơi vào khoảng 80-90cm. Yeah. To nhanh. Nhưng mà mình trồng trong nhà thì có thể nó chỉ đạt được 60-70% kích thước đó thôi. Tính đến thời điểm hiện tại là anh trồng qua hơn 11 họ. Thì có những họ nó thích nghi với ngôi nhà của anh thì anh giữ lại, còn những họ không phù hợp thì anh đưa về quê. Tiêu chí kiển lá đắt hay rẻ phụ thuộc vào độ phổ biến của chúng. Có những dòng cây có lá màu sắc đẹp nhưng giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Đắt nhất hiện tại là một số loại đột biến thuộc họ trái, bởi số lượng cây trên thế giới chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, theo nhiều người chơi, dù cây đắt hay rẻ, đột biến hay không, giá trị của kiển lá không nằm ở giá cả, mà là sự rung động thật sự của người chơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là Vàng với Dự đang ở trong một cái khu rừng nguyên sinh nhiệt đới rất là rậm rạp. Đây, bên đây là cây, bên đây cũng là cây mà lá rất là to. Thì em không biết là mấy cái cây này với cái khối lượng lá nó như vậy, cái kích thước nó lớn thì mình vận chuyển nó như thế nào, nó có khó không anh? Ra là về vận chuyển cây thì không khó. Cây thì nói chung cẩn thận một tí là được. Rồi anh, còn em thấy cái cây này nó ngộ quá. Mình đồng ý là hai màu là đột biến nó quý rồi đó, mà sao cái cây con này nè, cái lá con nó còn nguyên vẹn, còn cái cây bự, lá bự thì nó tẻ lùm lùm, nó bị đờ dùi dặt đó em. Cái cây mà Dự mới hỏi nó là thuộc dòng Epiphrenum binatum. Thì con này nó có một cái hay là từ lúc nó bé là cái lá nó sẽ nguyên vẹn, không có sẻ. Rồi đến khoảng từ 1.5 tuổi đến 2 tuổi là cái kích thước lá nó bắt đầu trên 50cm. Thì lá nó bắt đầu sẻ từ 1 sẻ cho đến sẻ rất là nhiều. Đây, như Dự thấy nè. Đó, cái này nó tự rách nha, mình không lấy kéo mình cắt nha. Ngộ quá. Đó.
Cái này mà ai biết chơi kiển lá, chơi cây kiển, dòm vô mới thấy nó quý. Chứ nhiều người tưởng đâu thấy giá trắng trắng, vàng vàng tưởng đồ bị úa không anh, đúng không? Bởi vì nếu mình nói một chậu cây đem ra, người bình thường không biết hỏi nhiều mấy chục triệu, tức là cảm giác ôi lừa đảo. Thì nhờ những yếu tố nào mình định giá được nó quý hiếm và đột biến mức giá trị cao tới như vậy? Rồi giống như cây Monstera Deliciosa này đi. Yeah. Thì các bạn thấy đây là một cây thuần xanh. Cái cây này nếu mà không có đột biến á, với cái kích thước này thì nó rơi vào khoảng hơn 10 triệu. Không đột biến. Còn nếu mà một cái cây này mà đột biến thì hiện tại ở Việt Nam là đang là 200 triệu một lá. Trời ơi, 200 triệu một lá. Cái dòng Deliciosa đột biến này á, nó rất là hiếm. Không chỉ là ở khu vực Việt Nam mà là khu vực toàn thế giới. Là những nhà sưu tầm kiển lá thế giới là họ đều săn con này. Tại vì con này á, tốc độ lớn của nó rất là chậm. Mà để nó to như vậy mà nó đột biến á thì nó rất là lâu, và nhân giống nó thì cũng rất là mất thời gian. Khó đúng không? Rồi, có nghĩa là nhu cầu của thế giới rất là nhiều nhưng mà số lượng bán ra trên thế giới là ít. Quý vị ơi, nhắc tới nghệ thuật tạo hình bánh kem thì chúng ta không còn xa lạ gì nữa hết á. Nhưng nhân vật ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ là vô cùng thú vị. Bởi vì ngoài cái đôi tay vàng khéo léo tạo hình bánh kem ra, thì nhân vật này còn làm được những bông hoa với kiểu dáng vô cùng độc đáo. Tới rồi. Dạ chào chị. Chào Minh Dự và Thanh Vàng. Dạ, em chào chị. Ngày hôm nay em và Thanh Vàng cùng chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây tới đây hỏi thăm chị chút xíu. Dạ, ở đây là những tác phẩm của chị nè, phải không chị? Ủa, tác phẩm gì? Cái nói cái bánh kem là bánh kem đâu? Tôi tự nhiên... Có thấy cái bánh không banh con mắt tao dòm cái bánh nè. Cái gốc cây nè. Cái gốc cây nè. Cái này là cái chậu... Bánh nha. Cái này là cái bánh đó hả? Còn trên này những bông hoa này là đừng tưởng bình hoa hay là hoa giả đem vô trưng, mà là hoa làm từ bột gạo đó. Cái gì? Cái hoa này mà là bột... Ê, bột gạo thiệt nè. Thiệt. Dạ, chị cho em hỏi là mình theo cái nghề làm bánh làm hoa này được bao nhiêu năm rồi chị? Chị theo cái nghề làm bánh kem này là hơn 20 năm. Năm chị 15 tuổi là chị đã bước vào nghề này. 15 tuổi hả chị? 15 tuổi. Ngày xưa thì mình học á là chỉ những cái bánh kem bắt từ những cái bông hoa hồng hoa này nọ lên thôi. Dạ. Sau này thì chị được một người thầy chị ở Canada hướng dẫn cho chị. Rồi chị đi Hàn Quốc, đi nước ngoài này nọ để chị học thêm những cái bộ môn này. Trong đó có cái bộ môn này thì chị tự nghiên cứu ra. Yeah. Có nghĩa là chuyển những cái món ăn của bên ngoài hoặc là những cái sự vật bên ngoài nó vào cái bánh kem của mình. Cái phần trăm mà quyết định mình thành công đi theo con đường này không là đầu tiên, trước tiên là em phải đam mê 50% trong đó. Yeah. Thì chẳng hạn như một cái sản phẩm đó đưa ra mà em không thích cái sản phẩm đó thì em sẽ không có bắt đầu em nghiên cứu nó được như thế nào. Những cái sản phẩm chị làm ra ví dụ như hoa nè, món ăn nè, giống như cái bình này cũng vậy. Vậy thì là do chị quan sát những cái thực tế ngoài đời hay là có cái nào chị tự tưởng tượng, chị sáng tạo trên bàn tay của mình không? Thường thường là như vậy nè, khi mà em muốn làm một cái hoa cho nó đẹp thì em phải lấy cái hoa thật em đặt kế bên cái sản phẩm mà mình muốn làm. Chẳng hạn như chị muốn làm một cái hoa thật đó, thứ nhất là chị phải tìm đúng cái hoa phôm hoa chị thích. Cái thứ hai nữa, cái khó nhất trong tất cả là mình biết cái phối màu. Cái màu hoa của mình làm như thế nào với cái màu hoa thật nó như thế nào, hai cái nó phải tương đồng với nhau. Nhìn những bông hoa rực rỡ khoe sắc như thế này được gọi là bánh hoa, vì chúng được tạo ra từ bột gạo, bột sữa, thậm chí là bột đậu xanh và bột nếp. Vì nguyên liệu làm ra những bông hoa sinh động này rất an toàn với sức khỏe người dùng, có thể tìm thấy trong gian bếp của mỗi nhà. Trước tiên thì để làm cái hoa bột gạo này thì mình phải có cái nguyên liệu đó là bột gạo. Bột gạo này là mình phải hấp lên. Sau đó rồi mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ, mình nhồi cho nó mịn lại. Sau đó mình sẽ dùng hai cái lòng bàn tay mình như này, mình xe cho nó tròn. Khi mà xe tròn xong, dùng hai cái phần cố định tay để xe ra hình giọt nước. Rồi dùng ngón tay mình đè xuống. Sau đó mình dùng cái đầu vát này nè. Em nhớ một điều nha, cái này nó hơi quan trọng, em tán cho nó hơi ra. Cần gió vậy ta? Em ép thẳng cái tay xuống, trực tiếp xuống như vậy. Xong em bóp nhẹ hai phần hai bên hông này. Sau khi đó mình dở từ phần này dở ra nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ráp cánh. Đó, em lấy một cục bột đi để em làm cái trục. Một cục bột. Giữ nè sắp. Giữ. Giữ. Ừ. Giữ. Ừ. Trời đất ơi, đi học làm bóng mà xong tự nhiên lăn ra ngủ.
Làm đi, em cũng không mà nè. Mong mà lúc mình tặng trong ra thì mình cầm mình tặng thôi. Mình đừng có bung ra. Nói chung ngày hôm nay tụi em rất là cảm ơn khi mà chị Trân đã hướng dẫn tụi em cái cách để làm những cái bông hoa từ bột gạo như thế này. Phải nói là những người Việt Nam của mình thì rất là tài giỏi và hay. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã cho tụi em một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Anh tên là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay anh 35 tuổi rồi. Và cái công việc của anh là bây giờ là công việc chính là decor những cái mô hình cơ khí như vậy. Cái này mình đàn lên âm thanh được như bình thường không? Cái đàn này là mình làm để phục vụ decor trang trí thôi. Mình làm tầm khoảng 4-5 ngày luôn á. 4-5 ngày? Khá kỳ công. Ôi em nhìn em tưởng nó là 4-5 tháng á. Dạ cho em hỏi là từ cái cơ duyên nào mà bắt đầu từ cái việc cơ khí mà anh sáng tạo ra những cái vật phẩm để coi như vậy? Do lúc còn nhỏ thì mình hay đam mê mấy cái đồ chế tạo mà độc lạ rồi. Thì sau này lúc mà mình đi làm á, bản thân anh là một người rất là đam mê xe nữa. Cũng yêu thích mấy cái đồ chế tạo nữa và độc lạ thì đó là cơ duyên anh làm trong cái lĩnh vực tiên phong như vậy. Để mà mình làm nên một cái sản phẩm như vậy á thì nó cũng khá là nhiều bước. Đầu tiên là mình phải thu mua được nguyên vật liệu, là đa số từ những cái linh kiện của ô tô nè, xe máy nè, những cái linh kiện máy móc cơ khí rất là nhiều. Sau đó mình về mình sẽ vệ sinh lại. Bắt đầu là mình làm tắc kè thì mình sẽ lên trên mạng á, tìm một cái con tắc kè thật phát họa lại trên giấy. Bắt đầu là mình sẽ lấy cái khung kẽ, mình sẽ dựng lên cái khung 3D, tìm những linh kiện mà cảm thấy giác nó thích hợp á. Bắt đầu mình gá vào từng chút, cảm thấy cái nào mà nó không đẹp thì lại gỡ ra. Là cứ vậy đó để cho nó một tác phẩm nó có hồn nhất. Một tác phẩm cơ khí nghệ thuật thường gồm hai phần, tĩnh và động. Khi đặt bánh răng kế bên một tay biên, chúng phải có mối liên kết để tạo nên chuyển động. Các chạy nhiệt, bình xăng, ốc, vít là những chi tiết tĩnh kèm theo để tạo nên một tác phẩm tổng thể đẹp về phần hình, khoa học về cách sắp đặt. Cách phối màu cho linh kiện và đính vào tác phẩm thực hiện theo bí quyết riêng của Tuấn Anh. Anh con mũi nên làm mấy ngày xong? Không có nổi mấy ngày đâu, anh làm tầm khoảng từ 2-3 tiếng thôi là xong rồi. Cùng những con vật như vậy làm chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ có cái nào đơn giản để cho em và Kim Đào thử không? Thôi vậy giờ anh sẽ hướng dẫn em với Kim Đào làm con mũi nha. Làm đẹp con nhất mũi luôn. Hướng làm dẫn xong là bao đẹp luôn. 2 tiếng nha anh. Ok, dư em luôn, còn không em ở lại 2 tháng luôn. Đeo bao tai, đội nón bảo hộ. Bởi vì những cái gì thuộc về cơ khí khi mình làm thấy cái hàng, cái tia hàng bắn ra mình thấy sợ liền không nào? Mình phải cẩn thận và sử dụng bảo hộ lao động. Bây giờ mọi người hãy đón xem Kim Đào và Minh Dự có làm được ra sản phẩm này không nha. Few moments later. Hên nó hên là đứng đây á, chứ trong đó không biết sao mà hàng được luôn á. Xong rồi đó. Này là xong được phần đuôi rồi nè. Mới ra cái đuôi thôi đó. Mấy cái đuôi vất vả thấy không? Suy nghĩ lại là mình có nên bắt tay làm không? Tại vì mình bắt tay vô là mình sợ với cái độ rung rẩy nhát cái thì mình làm hư luôn sản phẩm. Không ấy anh làm đi rồi tụi em đứng tụi em học nghề cũng được. Nghe chị luôn. Học viên mà hèn nhát ghê. The next day. Thầy xong chưa thầy? Rồi xong hoàn thiện rồi hai em. Dạ. Xong rồi đó. Dạ. Thì là lại gần được rồi. Xem rồi đó. Thôi ngồi cầm cái nón đeo bao tay dữ dội quá vậy mà đâu có làm được cái gì? Ngồi ngắm không à. Ờ giờ cầm nè. Nể anh thiệt luôn. Và em mong là anh thiệt là nhiều sức khỏe để cái đầu luôn tràn đầy trí tưởng tượng và sáng tạo để làm bên em. Và những cái gì mà anh thích nè, anh làm y như là thực tế. Và cũng mong thông qua chương trình này sẽ có rất là nhiều khách hàng biết đến anh hơn. Thì anh gửi lời đến tất cả khán giả đã theo dõi chương trình này.
và gửi lời cảm ơn đến Minh Dự và Kim Đào. Hãy cùng Minh Dự và Kim Đào đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, Kim Đào xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.